trả được ba mấy giây rồi mà nó hỏi. Lấy hết à? À lên rồi, lên rồi. Lên rồi mà, đoán mà lấy dây rồi mà cứ hỏi. Em chào các bác nha. Chào ba người đang xem ạ. Vừa nãy là em like điện thoại này nên là em chẳng biết chỉnh được gì, chỉnh vào luôn cái nút ghi âm. Ai đang xem thì cho em xin một chấm đấy ạ. Ai đang xem cho em xin một chấm thôi, em biết là người đang xem. Hôm nay em sẽ tặng quà rất là nhiều này cho những ai chia sẻ livestream cho em này. Và sau đó em sẽ like quần bò baggy với cả quần dạ siêu đẹp luôn. Con này các bạn em đang nhặt, muốn nhặt hết luôn đây này. Ôi toàn quần bò bên đi đẹp lắm. Đó, người chia sẻ bài đi. Các bác ơi chia sẻ bài giúp em với. Chia sẻ bài giúp em với. Hôm nay em sẽ tặng quà cho các bác áo này. Rất nhiều áo đẹp luôn. Những ai chia sẻ lên trang cá nhân cho em 3 lần lên trang cá nhân này. Và trong các hội nhóm 3 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên hội nhóm em sẽ tặng áo nhá. Hôm nay tặng đẹp ra áo luôn. Bạn nào nhanh thì sẽ được quà. Bảo đi, bạn nào nhanh thì sẽ được quà, nhanh tay. Rồi hôm nay tặng rất nhiều áo luôn. Tặng áo như em đang mặc này và tặng áo như em treo ở canh đi ạ. Nhưng mà sao nó không hiện dòng comment đây nhỉ? Không ngứa đâu, tại vì nó đây là mình sẽ... Sao này không hiện? Chị nhìn ở trong điện thoại của chị xem nào. Sao này không hiện rồi đây ạ? Thôi, điện thoại cho mẹ xem là bao nhiêu. Ai? Đây rồi. Chào em Tâm này, chào em Ngô Sushi. Đây nha, tôi giả bát nhá. Tôi lấy nước cái. Chưa quen. Chào em Ngô Sushi nhá. Chào em Kiều Đào. Trời ơi, Đào ơi, quần baggy thì quá tuyệt vời luôn. Quần baggy hàng si nhá, chị nhặt từng cái một luôn, đẹp lắm. Quần baggy này. Ôi chị nào mà cái quần này khó mặc, các em nhảy lên đây thay đổi. Rồi cũng được, dễ. Bà chị có món gì thế? Chị có quần áo đẹp Ngố Sushi ạ. Đã chia sẻ rất nhiều hội nhóm cho em rồi đấy. Dạ em cảm ơn chị Dầu Nhớt ạ. Chị Dầu Nhớt theo dõi nhá. Xong thì để em like quần dạ sáng chị mặc cả quần bò rộng chị mặc thì có tuyệt vời luôn. Chào anh trai Đặc Bắc ạ. Chào anh Sáu, chào 10 người đang xem nhá. Lên view tầm 50 người em sẽ bắt đầu tặng quà nhá. Tặng quà áo ạ, tặng áo cho mọi người ạ. Còn quá đẹp. Mình chỉ muốn ôm hết thôi. Em chờ lâu nhá. Hôm nay tâm sự của các bác là hôm nay em sẽ vừa mua được quả đèn livestream mới. Em mới mua được quả đèn livestream mới nên là nó ánh sáng nó sẽ đỡ hơn là hôm nọ em live nó đỡ bị mờ. Hôm nọ em live mờ quá. Nên là hôm nay em phải đặt luôn quả đèn livestream. Chào em Thúy, em Diệu Thúy. Chào bạn Nguyễn Quang nha. Chào em Đào. Đào ơi chia sẻ cho chị này. Lên 3 lần trang cá nhân và 10 lần lên các hội nhóm nhá. Sẽ được tí nữa lên view tầm 50 người mình sẽ bắt đầu tặng quà. Sẽ bắt đầu tặng quà cho các bạn nha. Cho cả nhà nha. Anh chơi gì đấy? Anh chơi rồng. Rồng á? Đây là con rồng của anh là nó. Cả nhà hôm nay xem nào thấy ánh sáng đã ổn hơn chưa? Đi đâu ánh sáng đã ổn hơn chưa ạ?
Cả nhà chia sẻ giúp em lên 50 người. Bắt đầu em tặng là hôm nay tặng rất nhiều luôn. Alo. Phương à, chị đang like vào Facebook xem livestream thì đi, chị tặng quà với cả ở đấy. Đây, cân đồng nước, ba cân đồng nước. Cả này màu mỡ. Chị vẫn thế, chị không lên cân một tí nào luôn. Cố chú chị ạ. Chị phải ra xem người ta chia sẻ như thế nào, đúng thể lệ tặng quà chứ. Chưa tặng, tại vì là mình đã, mình có bạn rồi. Kiểu là họ phải chia sẻ cái gì mình mới đi. Các bạn ơi chia sẻ mạnh lên giúp em nào. Chia sẻ mạnh lên view 60 có 6 người ít quá. Lên 50 người em sẽ bắt đầu tặng quà nha. Hôm nay tặng rất nhiều luôn ạ. Tặng áo em mặc này. Áo em mặc và áo nhỏ đẹp lắm. Tất cả đều áo đẹp chứ không phải tặng quà một vật đâu. Đây. Một bộ em ơi, em chỉ có bộ nữ và em có bộ nam, anh chia sẻ giúp em thôi. Em sẽ tặng chia sẻ để người yêu xem, em sẽ tặng người yêu anh nhá. Chào Triệu Long. Nếu có tải được hai mèo nha. Ừ, tải hai mèo thì nó tặng máy mẹ đây cơ ạ. Cả nhà ơi chia sẻ giúp em thôi, chia sẻ lên view để bắt đầu tặng quà nào. Hôm nay tặng rất là nhiều luôn. Chia sẻ lên view tặng quà nha. Hôm nay sẽ tặng áo rất nhiều luôn ạ. Áo này mà áo em mặc này và áo Adidas này. Áo Adidas này. Hàng Quảng Châu, chất liệu hàng Quảng Châu rất đẹp. Em còn một chút em ít em xem đây thì tặng quà hay không? Chào em Sa Tân. Cho em cái muốn cho thì hãy tặng quà, dạy hãy chia sẻ đi. Mẹ ơi. Chia sẻ đi các bạn ơi, chia sẻ để nhận quà nào. Anh Phong bị bán hết luôn. Hôm nay em sẽ tặng quà rất là nhiều luôn nên là các bác cũng chia sẻ giúp em này. 3 lần lên trang cá nhân và 10 lần lên hội nhóm nha. Thôi bây giờ lên 20 người đi. Lên 20 người em sẽ tặng quà, 50 người cái vẻ lâu quá. 20 người bắt đầu em sẽ bắt đầu chương trình tặng quà nha các bác nha. Lên view 20 người em bắt đầu tặng quà. Nên mọi người chia sẻ giúp em với. Áo cờ lốp tặng áo cung tốt này. Adidas này. Tặng không đồng luôn nha. Tặng không đồng luôn ạ. Đó. Chào em Thu Thảo. Chào em Thu Thảo. Em vào nói em bảo mấy bạn kia vào xem. Mười người thôi chị. Cố lên 20 người đi cả nhà ơi, sắp được rồi, 10 người rồi ạ, còn có 10 người nữa thôi. Cố lên 20 người sẽ tặng quà nhá. 20 người đi, 20 người em sẽ tặng quà bây giờ, 50 người nghe vẻ hơi lâu. Em cảm ơn chị Giấm ớt ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Lại cục view rồi, lên 20 người em sẽ tặng không đồng rất nhiều áo đẹp, hàng Quảng Châu luôn, chất luôn rất là đẹp, hàng Thu Đông nhá. Tặng không đồng hôm nay tặng rất là nhiều. Hôm nay em tặng hết đống này luôn. Cứ chia sẻ đi Thảo, 20 người thôi mà. Con đừng đứng cho mẹ nha mẹ. Chào bạn Phi Sơn Lô, chào em Trọng này. Chào Trang Hoàng, chào cháu Trang Hoàng. Chia sẻ giúp em đi, có 20 người thôi mà. 20 người thì em sẽ tặng quà rất là nhiều, hôm nay em tặng hết đống này luôn. Áo cơ lốc tốp này, áo cơ lốc tốp này, mặc được hai kiểu nha, mặc được trễ vai, lệch vai này cũng được này. Mặc lệch vai này cũng được này.
Đấy, không thì mình có thể mặc vai, bẹt vai như này cũng được, hoặc lệch vai này cũng được. Xong rồi. Rất là đẹp. Nên là mọi người hãy chia sẻ giúp em để cho nhiều người vào nhận quà nha. 3 lần lên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm, lên 20 người em bắt đầu tặng quà. Em bắt đầu tặng quà nha. Các bác ơi, chia sẻ giúp em mạnh tay lên, chia sẻ mạnh tay lên. 12 người rồi ạ, 13 người rồi. Sắp được mốc 20 người rồi. Sắp được mốc 20 người, em chuẩn bị tặng quà nào. Đây, anh lấy cái hũ ba hũ bạc. Cháu cho anh xin nhá. Chia sẻ mạnh tay lên để nhận quà nào. Em hôm nay em tặng áo quần áo đẹp thôi chứ không phải là hàng rẻ tiền tặng vớ vẩn đâu. 11 người rồi, lại tụt rồi ạ. Các bác ơi, cố lên 20 người đi để em bắt đầu tặng quà cho nó xôm nào. Tí nữa em có lên siêu phẩm quần baggy với cả quần dạ nhá, mặc sướng cuộc đời luôn các bác ạ. Mặc tặng quà đi, tặng quà đi. Chia sẻ lên, 19 rồi, 19 người rồi bác ơi. 19 người rồi ạ. 20 rồi, tặng quà đi chị. 20 à, em bắt đầu tặng quà nhá. 19 20 rồi, 20 chưa? Tụt view rồi, lúc nãy được 20 rồi đấy. Nào, bắt đầu em tặng quà này. Bắt đầu mọi người ghi sẵn số điện thoại đi. Và em đọc mã bắt đầu lên. Các bạn ghi cho nhanh tay nhá, có nó không kịp đâu. Khoai ơi, tặng thẻ điện thoại đi. Không, tặng áo thôi. Áo để mặc chưa tặng thẻ điện thoại nào thì có hết luôn à. Tụt view rồi, lúc nãy. Chị ơi, chị mặc được, mặc cho Tâm Như được. Nào, bắt đầu tặng quà nhá. Em bắt đầu mã áo đầu tiên này. Đây, em bắt đầu tặng mã áo này nha. Mã áo này này, chuẩn bị nha các bác nha. Các bác bây giờ ghi cho em này. Mã 01. Mã 01 kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ. Mã 01 kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ nha các bác nha. Ai em nhìn thấy đầu tiên em sẽ tặng quà đầu tiên. Mã 01 kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ. Em chào các bác chia sẻ đi ạ. Với điều kiện là phải 3 lần trên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm em sẽ kiểm tra nhá. Em sẽ lấy điện thoại kiểm tra đấy. Nên là các bác được chia sẻ thật lòng cho em. Các bác chia sẻ thật lòng cho em nha. Đây ạ. Em sẽ tặng áo này. Em sẽ tặng áo này này. Má 01. Không. Ok, chị giấm ớt nha. Chị giấm ớt đầu tiên này. Chị giấm ớt đầu tiên nha. Chị giấm ớt này. Em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ nha. Nếu mà ai chưa chia sẻ là em sẽ xả ra đấy ạ. Không đồng thì chị giấm ớt một chiếc áo này. Tiếp tục đi ạ. Má 01 kèm màu à, kèm số điện thoại. 01 kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ. Chị giấm ớt được một cái rồi nha. Chị giấm ớt được một cái này rồi. Nào, lên view cho em, lại tụt view rồi ạ. Lại tụt view rồi ạ. Chia sẻ giúp em đi, chị giấm ớt ạ. Bye. Võ Vân Võ Thanh. Em chào em Vân Võ Thanh. Chào em Thúy Ngân nhá. Chia sẻ giúp mình đi, 3 lần lên trang cá nhân này, 10 lần hội nhóm này sẽ được tặng một cái áo Adidas này. Kiểu gì con? Adidas không đồng nha các bác nhá. Ừ, chị bán quần áo rồi mà Ngân ơi. Ngân chia sẻ giúp chị đi để nhận quà nào. Ba lần trên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm nha. 01 này kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ. 01 kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ. Em sẽ tặng áo em đang mặc đây với giá 0 đồng ạ. Các bác ơi, chia sẻ giúp em thì. Và nếu mai nó xem thì chấm cho em một chấm để nó không bị ẩn comment nha. Em nghèo ngao su à? Để không bị ẩn ạ. Em chuẩn bị kia rồi chị. Đưa anh bảo nào, chia sẻ mạnh lên ạ. Chia sẻ mạnh lên giúp em ơi. 3 lần
lần trên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm. Nào, 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ ạ. 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ em sẽ tặng áo nha. Áo Adidas ạ. Chất thun hàng Quảng Châu. Chất thun hàng Quảng Châu ạ. Chất thun hàng Quảng Châu này. Mang này. Mặc mùa này thì các bác quá hợp lý luôn. Mặc mùa này thì đi với giày thể thao thì quá đẹp luôn. Con trả thì khăn nhé, em giữ bạn trai. Tí nữa mới có quần Ngân ạ. Tí nữa chị mới bán quần nha. Bây giờ chị tặng quà trước đã. Đã chia sẻ bao nhiêu nhóm Kiều Đào ơi? Em ghi đầy đủ cho chị nha. Mã 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ nha. Mã 01 này kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ này. Các bạn ơi, comment đi để nhận quà nào. Comment để nhận quà nào. Từ nãy giờ mới được có một chị mới được nhận quà thôi. Còn em đang muốn tặng hết cho mày luôn mà. Các bác chia sẻ chậm tay quá. Sa Mạnh. Xin chào em Sa Mạnh nha. Đây chơi chi. 3 lần trên trang cá nhân, 10 lần hộ nhóm nha. Sẽ được tặng áo, một áo Adidas ạ. Áo Adidas hàng Quảng Châu nha. Bo tay bo gấu nha các bác nha. Nào 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ. Nào các bạn comment đi ạ. Ngân ơi ghi là 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ đi sẽ được nhận quà nhá. Quần chị chất quá. Quần chị chất quá. Chào em Bùi Tuấn nào. Ngân ơi, em muốn nhận quà sẽ phải ghi là 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ cho chị nha. Nhanh lên nào, từ nãy giờ em mới tặng được một chị thôi. Em mới tặng được một chị thôi, em muốn tặng hết này luôn. Các bác, những cái áo này Ngân mặc vô tư luôn đấy. Vừa nãy giờ mới tặng được một chị thôi các bác ơi. Ơ, chơi chị anh Phong đâu, thích chơi với anh nữa. Chào em Mò Sang, chào bạn Mơ Bùi. Nào, view mất rồi. Các bác ơi chia sẻ mạnh tay lên giúp em ơi. 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ nha. 01 kèm số điện thoại kèm lượt chia sẻ. Ok em Kiều Đào nha. Kiều Đào nhận được một phần quà không đồng này. Em ơi ghi Kiều Đào số điện thoại. Đây đọc 0347 0347 375 728 0347 375 728 ơi. Ok em Kiều Đào nha. Kiều Đào nhận được một cái áo không đồng này. Tiếp tục chia sẻ đi ạ. Chào anh Tuấn, chào Khánh Bùi nha. Tiếp tục chia sẻ đi ạ. Khi nào được 20 thì mới lại tiếp tục tặng quà. Tiếp tục chia sẻ đi các bác ơi. Lại thủ phim còn có 11 người đang xem thôi. Ít quá. Hôm nay chưa bao giờ nhận quà dễ như hôm nay luôn. Xin thưa các bác, bây giờ chỉ cần bác có mỗi người cho em xin 3 lần chia sẻ cá nhân này, 10 người lên hội nhóm, 10 lần hội nhóm thôi sẽ được nhận phần quà luôn. Chào bạn Kiều Anh Vũ ạ. Em từ nãy giờ em muốn tặng được có 2 người thôi, em muốn tặng một đống của em muốn tặng hết luôn. Áo, tặng áo không đồng này. Tặng áo không đồng này. Anh Phong 10 tuổi. Tặng thêm một chút nữa nào, tặng thêm đi để bắt đầu like quần bó Becky nào. Các bác ơi, tí nữa các bác hóng cho em quần Becky thì siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Em nhặt từng cái một luôn ạ. Lại tụt view rồi ạ, còn có 7 người xem này, 7 người đã xem tụt ít quá. Chia sẻ mạnh tay để nhận quà nào. Chưa bao giờ nhận quà dễ như này luôn. Chỉ cần chia sẻ lên 10 lần hộ nhóm và 3 lần trên trang cá nhân sẽ được tặng luôn một chiếc áo không đồng luôn. Áo đẹp nha các bác nha. Áo đẹp chứ không phải áo linh tinh đâu ạ.
Ngân nhá. Tặng cho em Ngân một cái áo này. Em Ngân được một cái áo không đồng nhá. Số điện thoại 09. Đọc số điện thoại nha. Em chỉ cần số điện thoại thôi. Ngân, xin Ngân. 0963 129220. 0963129220. Chị Dầm ơi, đợi em một chút xíu nữa thôi ạ. Hôm nay chị, em tin là chị sẽ nhận được rất nhiều quần đẹp luôn. Thank you chị, ok. Chào em Đinh Thị Thảo. Nào chia sẻ lên mạnh tay một chút nào. Tặng lên, tặng một lần nữa để bán nào. Vừa bán vừa tặng nha các bác nha. Hôm nay mình sẽ vừa bán vừa tặng. Lát chị like quần bò Becky này, quần dạ này. Có cả form size XXL, size XL và size M, size S luôn. Nhiều quần đẹp lắm. Mà form quần này mặc lứa tuổi nào mặc được hết. Trẻ và rất là đẹp. Bây giờ mọi người chia, mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ để cho đông người vào xem để em bắt đầu em bán quần và được tặng quà luôn nhá. Bài này bà em Phong và bài này tên là Nhím. Chào anh Tiền Đâu nhá. Hoàng Thị Ngọc Ly. À, em Hoàng Thị Ngọc Ly ơi, em comment cho chị là thế này này, 01 kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ nhá, sẽ được nhận quà nhá. 01 kèm số điện thoại, kèm lượt chia sẻ. Chào.
chị còn kiểm tra lại điện thoại. Nếu mà ai chưa chia sẻ là chị sẽ xả ra đây nha. Chị ơi, chị Nhung ơi, chị Ngọc Nhung ơi, em có rất nhiều quần vét ghi dáng như thế này mà còn dáng đẹp hơn cơ, cũng kiểu rách nhẹ nhàng đẹp lắm. Và chị cứ theo dõi em đi, sẽ được nhận quà. Bắt đầu nha, bắt đầu lên quần nha. Và em sẽ có một cô em người mẫu dáng rất đẹp like cho em quả quần. Em thì người nhỏ bé quá nên là quần nó mặc nó hơi bị xấu. Đấy, chị thêm mình gì để em ra nó. Chào cả nhà nhá. Đây ạ. Mã đây. Con này là mã 1. Ôi nhưng mà ghim đi. Để chị ghim nhá. ngày xưa toàn size L với XL.
là tụt view rồi, mau chia sẻ giúp em ơi, chia sẻ ạ. Ai ưng ai thích mẫu này thì comment 01 kèm số điện thoại ạ. 01 kèm số điện thoại. Anh ơi. 01 kèm số điện thoại nha. Mẹ ơi, con lấy pizza cho anh xong ăn nhá. Ừ rồi hai em ăn đi. Có bạn nào ưng món này không? Xong món này mã 01 kèm số điện thoại nhá. À thích mẫu này không ạ? Thích ai cũng thích mẫu này thì cho em xin một chấm để qua mẫu nha. Gầy, đang ốm ấy. Giờ gầy hơn trước nhiều rồi. Qua mẫu nha, ai cũng qua mẫu nha các bạn nha. Không có bạn nào ấy, có bạn nào chốt mẫu này mình qua mẫu nhá. Cứ để mã đấy ạ. Ai thích thì comment 01 kèm số điện thoại. Cheers.
Chị Nhi Vũ ơi, nhiều quần chị mặc vừa lắm ạ. Đây size 28 này, chị mặc vừa luôn này. Size 28 nhá. Size 28 kèm số ai lấy thì lấy, kèm viết mã 03 kèm số điện thoại. 03 kèm số điện thoại, size 28. Giữ cho em đi, cho các bạn Hoàng Huyền. Hoàng Huyền ơi, cho cái này không thì ghi cho chị 03 kèm số điện thoại. Em lấy mẫu này thì 03 kèm số điện thoại nha. Nếu mà bạn ứng mẫu này bạn chốt 03 kèm M vừa luôn em ơi, mẫu size M vừa luôn. Mẫu này bạn Hoàng Huyền chốt nha. Chị ơi, lấy rất là ghê rồi. Cho chị số điện thoại đi Huyền ơi. Bạn Hoàng Huyền ơi, cho mình xin số điện thoại với. Mà lấy hết đi chị ạ, em có còn đâu có hơn chục cái thôi. Em nhặt từng cái một đây chị Nhi ạ. Chị xem like mà chọn đi, mà lấy hết đấy. Bây giờ chị không chụp được từng cái đâu Huyền ạ. À, bây giờ chị không chụp được từng cái đâu, tại vì là chị có ít lắm, có tầm hơn chục cái quần bò giặt baggy thôi. Tại vì đây là chị chọn từng cái một đi, chị chọn từng cái một chứ không phải là chị ôm cả một đống đâu, nên là không nhiều đâu. Chỉ cái nào đẹp mới chị mới chọn thôi, nên là em cứ chị khó để ý like đi. Còn đây là size M là em vừa luôn này. Hai anh em ăn đừng có làm rớt xuống giường nhá. Size màu mà chất bò, hàng toàn hàng đẹp thôi chứ không phải là hàng mới vật đâu. Em đến gần cho mọi người xem. Hàng xi nhưng mà còn đẹp hơn hàng mới ý, các bạn ạ. Mác của nó này, mác đẹp cực kỳ luôn. Đây nhá. Các bạn em chọn đi, không tí nữa cái mẫu mình thích lại hết, tại vì không có nhiều. Có bạn nào chốt mẫu này không ạ? Không có bạn nào chốt mẫu này, em qua mẫu nhá. Không chốt thì qua mẫu nha. Chào chị Nguyễn Hiền ạ. Đây ạ, à, món này món dạ nhá. Đây là quần dạ. Quần dạ nó lên form đẹp này em. Nó khoảng mái cực. Có túi hai bên ạ. Mấy ghi dạ nhá mọi người. Em không thể chép sai L. Quần này sai L. Quần sai L ạ. Quần dạ hàng xi nha, quần siêu siêu đẹp luôn đấy ạ. Bạn thích lắm, size L nha. Size L dành cho những bạn nào mà mập béo ạ. Những bạn nào mập béo thì đẹp. Chào cháu Huyền. Chào chị Nguyễn Loan. Hôm nay em nhiều quần bò baggy, dáng baggy rách với cả quần dạ nhá. Size L nha. Mã 25 23. Kẹp nó vào để kẹp nó ngược. Kệ nó không sao, nghĩ là mình nhìn thấy số là được mà. Để mình biết này. Bạn nào mà ưng mẫu này thì comment 23 kèm số điện thoại nhá. Quần này mặc tích lắm. Size L nha các bác nha. Size L ạ. Quần này size L. Ai thích quần này thì comment số điện thoại size L và kho 23 23 kèm số điện thoại. Khoảng từ 23 kèm số điện thoại nha. 57 cân đổ xuống là vừa. 57 đến 50 cân. Em là em đang 50 cân đấy. 51 cân. Mặc hơi rộng tí. Bụng chun nên là mặc thoải mái. Bụng chun mọi người có thể
đấy, theo bụng của mình nhá. Cái này thoải mái vừa từ từ 4 tầm 47. 47 đến 50 nặng 60 cân đấy nhỉ. Quần này rộng chun. Chun rộng thoải mái. Quần này mặc mùa hè thì quá đẹp. Quần này mặc mùa này đẹp này. Mùa này mặc đi làm hoặc mùa mặc đi làm, đi chơi này, đi picnic này thì quá hợp lý luôn ạ. Mùa này thêm một cái đôi giày rất dạ lì đó, mà dày cực kỳ luôn ạ. Chất dạ dày đẹp tuyệt vời luôn. Ai ai lấy không ạ? Ai lấy thì comment 23 kèm số điện thoại nhá. Cô ơi, đi chơi từ lâu rồi. Nhớ của em chơi từ lâu rồi á. Anh đã ra hết đi, giá tôi gặp đấy. 23 kèm số điện thoại ạ. Luôn. Size L nhá, ở nhà nhá. Size L. Hai ba kèm số điện thoại ạ. Mã 23 kèm số điện thoại nha các bác nhá. Ưng mẫu này không? Size L. Mẫu này size L nhá. Từ tầm 4 khoảng tầm 47 đến 60 cân mặc thoải mái, tại vì quần này là quần chung từ đằng sau. Mở nhau. Đợi tí. Có ai thích không ạ? Không ai thích thì chấm cho em một chấm, em qua mẫu nào. Không ai thích thì chấm để em qua mẫu nha. Quần đang mặc chị ơi, có người không quần đang mặc đấy. Ừ Hương ơi, quần dạ Hương ơi, quần dạ thích lắm em ạ. Quần dạ dày dạ. Quần dạ dày mà là dạ ép ấy chứ không phải dạ xù đâu. Thích cực kỳ luôn. Bạn nào mà không mua quần này. Bạn nào mặc size M thì vẫn vừa nhá, size M vẫn vừa luôn. Size M, size L đều vừa quần này hết ạ. Ai lấy quần này thì comment cho mã 23 kèm số điện thoại nha. 23 kèm số điện thoại ạ. Quần nó mặc nói chung là quá là thích luôn. Quần này không phải nghĩ luôn, nó là hàng si nhưng mà nó thật là còn mặc còn thích hơn hàng mới luôn đấy ạ. Nó còn thích hơn cả quần mới luôn. Em đảm bảo em là thuộc hệ người nghiện hàng si đấy. Em chuyên ra vào hàng si. Thích lắm. Mà còn mới 99% ấy ạ. Toàn quần mới lắm. Ai thích thì ghi mã 23 kèm số điện thoại nhá. Hương ơi em thích quần này không? Quần này em mặc vừa đấy. Dầm ớt chấm nhỉ. 23 kèm số điện thoại. Không có bạn nào ưng mẫu này em có mẫu nhỉ? Em có mẫu. Đi cho em mua nó. Có bạn nào ưng không?
Size M ạ. Size M ạ. Có bác nào ưng không comment hộ em mã 05 kèm số điện thoại. Size M nha các bác nha, size M ạ. Đau luôn. Quần này đó là đằng trước nó là cạp và đằng sau là cạp bằng chun. Size M, ai mặc size M, size L đều vừa hết. Anh biết cái này đó. Cái gì? Cái này là cái này á. Đúng á. Quay sau đi xem. Đằng sau đây chị ơi. Em quay thẳng sau đi, dặn dặn cho là cái đường không. Ôi, mẹ đang ở đâu ấy? Ờ, mẹ Xu Thối ơi, trời ơi nó quên mất bộ thể thao mai mới bắt đầu like, mai mới về đi quay lại đi mày xuống bên hôm nay có quần dạ và quần bò dám biết ghi thôi quần dạ có tao ghi hết tao nào ở đây mẹ tao bảo là đi cái mày quên mất sai 28 là thật đi chưa? Ở 28 đều mặc vừa cái đường sang đằng Ngọc Tiến ấy mà có cái sai nó chuẩn sai đấy nhân ạ, tại vì đó là hàng này hàng chuẩn sai luôn đấy. Ờ, mặc sướng lắm đầu phía bên trên anh kỳ một tí nhá. 28 là CD M. Ừ, bên trên anh kìm tí. Tao mẹ tao quên mất. 28 là M. Nhá. Thì ai đấy mẹ? Cô bé. Cô bé này. 28 là size M Ngân ơi. Em lên đây, cô bé đấy. Mẹ. Cô bé nữa. Mai có bộ thể thao không Ngân ạ? Bây giờ em lên thì anh cho. Mai có bộ thể thao. Em muốn màu Gigi à? Màu Gigi vừa nãy chị like màu Gigi đẹp thế mà Ngân. Em biết làm rồi. Vừa nãy có màu Gigi. Đây đây chị ơi, đây đây. Em bắt cái hoa ra đi. Em để trên cái quần để trên cái ghế này. Đây chị Ngân ơi. Quần dạ màu Gigi này chị. Vừa nãy em mặc chị không nhìn thấy à? Cái này là quần quần chun. Quần chun mặc thoải mái nhưng mà chị mặc rất sướng. Rồi thì sao không vừa. Nhưng mà chị bây giờ chị béo không? Nếu mà chị vẫn gầy như ngày trước ý thì cái này em sợ không vừa đâu. Ba lắm mẹ ơi. Đi size S này. Đây size S này Ngân này. Màu này. Màu này đậm hơn lúc nãy em tí, size béo hơn, chị có ưng không? Chị cũng luôn. Chốt đi luôn. Quần này chắc đẹp lắm nhá mọi người. Chân dạ ép này. 48 vừa. 48 quá vừa. Chị 48 cân à? Vừa đấy. 48 quá là vừa luôn Ngân ạ. Đây này. Thế mà gầy gầy thì 48 cân thế. Ê, thế thì chị kém em mỗi 2 cân thôi vừa đấy. Chị cân cho mẫu này à? Đi. Ngân ơi. Chị comment mã 23 cho em nhá. Không sợ tí nó quên không biết là mẫu nào đâu. Cái này thì là em bỏ mã rồi. Vâng. Cái này à, mã 23 chị có một hộ em với không ít nữa kết thúc like lại không nhớ. Ghi vào chị. Ghi vào tờ giấy. Mẫu này hay là mẫu. Chị Ngân ơi đây em cầm cả hai cái nhá. Em cầm cả hai cái, hai mã chị chốt mã nào thì chị đọc hộ em vào nhá. Cái này là mã 23. Ngưng ngã đi con. Còn cái này là mã 20 ạ. Chị lấy mã nào thì con mừng nội em với. Cái này à chị ơi. Chị Ngân ơi cái này à. Cái này size S. Cái này size S thì vừa. Cái này nếu mà cái này thì ghi 20 nhá. Mã 20 như Ngân mã này mã 20. Ok vâng, ok 20. Chốt mã 20 chị Ngân nhá. Đảm bảo với Ngân là quần này mặc chỉ có thích luôn. Chị có một số điện thoại cho em với, mai cũng gọi chị. Chị có số của Ngân rồi. Quá là vừa luôn Ngân ạ, 48 cân đảm bảo vừa luôn. Vừa đấy chị ơi. Chị bao nhiêu cân? Chị có 42, 43. Chị có 42, 43 cân à. Chị ấy trong bây giờ béo rồi, ngày xưa chị gầy lắm. 48 cân mà con này nó có bảo chị bé. Chị Ngân bây giờ béo thế rồi cả. Hơn em có mỗi 2 cân. À kém em có mỗi 2 cân rồi. Chào bạn Đỗ Trang nhá.
vòng 390 ok luôn. Nó to thế cơ mà. Vừa đẹp luôn Ngân ạ. Ok, cái đấy chị vừa đấy. Thôi Ngân ơi, form 10 em thì em mặc quần dạ nó còn baggy quá đẹp. Quần dạ với cả quần bò đá baggy đều đẹp hết. Chào chị Ốc Mít ạ. Có chị nào đang xem chia sẻ like của em với? Em chào chị Liên Béo ạ. Mai bạn bác nào mà thiết kế mẫu em đang mặc này thì comment xã mã 05 cực kèm số điện thoại cho em nhá. Không có bác nào. Mai có bộ thể thao hơn ạ. Mai có bộ thể thao đẹp lắm. Alo, mày đến đây chưa? Người ta chạy xuống. Qua Hoàng Sơn. Chị Liên ơi. Mình đến Hoàng Sơn nhỉ? Chưa đến Hoàng Sơn. Chưa đến Hoàng Sơn đâu mày ơi, bên dưới. Thấy biển tranh nào quý thì vào. Biển tranh nào quý mà màu xanh xanh ấy thì vào. Chị nhá. Liên ơi, chị mặc những cái chị mà người mà chị đậm đậm, chị mặc những quần dạ này thì em đảm bảo chị là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đúng rồi chị Thảo ấy. Mày biết ạ, đây đây, vào đây tao đảm nhà chị Thảo ấy. Hổ lửa. Hổ lửa ơi, like chia sẻ like cho tao đi. Chị Liên, chị Liên vừa nãy chị mà người rộng chị bằng những quần này thì quá đẹp. Thì là đi đâu đây? Nó no, lên đây thì để như bạn em cũng bảo là sang gần em khác thế này thế. Em mặc áo cái tên nào nhỉ? Con ơi, em mượn điện thoại nào. Liên Béo, nhìn phải là Liên Béo. Liên Béo à, em không biết. Không phải là chứ chắc là tưởng em là chị ấy. Cái tên có rồi đấy. Ai thích cái quần này không ạ? Có bác nào thích quần này không? Quần này em bao mẫu nhá. Size M nhá. Ai mà lấy quần này comment mã 05 kèm số điện thoại ạ. Size M ạ. Đằng sau lưng là chun nha các bác nhá. Vâng, chị Liên ơi, bây giờ em gầy lắm, không như trước nữa chị ạ. Em phải nói nhiều chứ em chỉ cần nói form quần như nào này, nó là size bao nhiêu này và mã này, số điện thoại. Có bác nào ưng mẫu em đang mặc không? Nếu mà bác nào ưng thì comment mã 05 kèm số điện thoại cho em nhé. Dáng quần baggy dạ ép đẹp cực luôn, đảm bảo là mặc chỉ có muốn mặc nữa thôi. Mặc lần là đẹp sau thì vẫn mặc, em đảm bảo mặc lần sau là muốn mua quần của chị Thảo. Không, em còn đấy đâu. Em lấy có mỗi cái quần bò em bắt lên kia kìa. Còn mấy cái này có bác nào thích mặc mẫu này không? Không thích em qua mẫu nhá. Qua mẫu nhá chị Thảo ơi. Ừ, qua mẫu đi. Màu bò ấy. Quần bò, màu bò, màu bò không. Vẫn màu dặn nhưng mà em nhớ màu bò. Tao đang làm siêu mẫu. Tao đang vay, đang làm mẫu của chị. Siêu mẫu à? Ờ. Đang làm mẫu. Các bác ơi, quần của em là quần si nhá. Quần si hàng em chọn từng cái một luôn nên em có rất là ít. Em mỗi một loại em chỉ có được tầm hơn chục cái thôi. Quần dạ có hơn chục cái, quần bò với kim có hơn chục cái thôi ạ. Nên là các bác nào mà thấy thích mẫu nào thì comment mã số cho em nhá. Em đảm bảo là đẹp luôn. Em bản thân em đang rất là hay, rất là thích mặc quần si, là em nghiện luôn đấy ạ. Nó còn đẹp mà nó nhìn còn đẹp hơn cả quần mới luôn đấy ạ. Mà chất của nó thì đúng là không thể nào mà mình chê được cái gì, điều gì luôn. Các bác mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ đi ạ. À, để cho nó tăng view ạ. Đây quần dạ. Size này là size không. Quần này quá đẹp luôn này. Đẹp thế. Có. Có. Hôm nay có. Có mà. Có. Cái này nhá, cái này chỉ ai mặc size S. Cái này bạn nào mặc size S là vừa jean luôn này. Em mặc vừa này. Em 50 cân em mặc vừa jean luôn. Cái gấu luôn của nó. Đây nhá, cái gấu. Cái gấu của nó gấu gấp như kiểu mình sáng quần nên nhìn đẹp lắm. Có nhìn thấy không? Em ơi, con này mặc size S ở đây này. Em mặc size S đây quần này luôn. Này, tao là mẫu chị đấy. Em mặc size S thôi. Tao
không nhưng mà nó lấy hồi đấy nó không chị thấy ạ. Có chị nào thích quần này không, comment mã 14. Không được, không cần chết để bạn Linh xem được. Kèm số điện thoại cho em nhé. Chào bạn Mộc Ly ạ. Cái này size S này, size này đẹp nhỉ. Cái này kiểu chị để mà chị mặc, chị sẽ mặc size S mà. Cái này size S. Cái này mặc cái gấu của nó gấp gấp kiểu này nhìn rất là đẹp. Cái quên mất không bảo cái này không tao. Giày của chị bé làm sao mà em vừa được. Bé. Đây, em xỏ được nửa chân thôi. Mẹ ơi, mày chạy xuống hộ tao mày giày. Giày đôi giày trắng của tao ấy, ở dưới nhà ấy. Đâu, ngoài cửa chứ. Ở ngoài cửa. Thôi để tao tao lấy. Em cứ nhớ nhầm mà em để ở dưới. Đâu, ngoài cửa. Ai thích quần đấy thì đó là size S ạ. Chả biết mã bao nhiêu trên 14. 14 ạ. Mã 14. Mã 14. Em tưởng phải mặc giày cái đâu. Xong rồi thì nó mặc quần nó rộng mà em vẫn nhớ. Đúng rồi. Yes. Ôi xa. Chào chị Lê Hoàng. Em là chị Lê Hoàng nha. Chị nào đang xem chia sẻ like hộ em với ạ. Vâng, xem một trong góc kia. Mỗi đứa một cái điện thoại cầm. Có chị nào thích bụng bé cục nhưng nó là dáng suông ấy. Có chị nào thích mẫu này không? Comment 14 kèm số điện thoại của em với. Em chào chị Liên. Thì là em mặc cái này bụng bé nhưng mà nó lại rất cục. Đây là quần này có quần này có gấu đẹp lắm nhá. Có gấu. Chào em Sa Huyền. Size S ạ. Ai lấy cái mẫu này size S nha. Mã 14 kèm số điện thoại. Bạn nào tầm từ khoảng 47 đến 50 cân. Mặc quần này quá đẹp luôn này. Em đang 50 cân. Ôi tụt view thế, còn có 2 người đang xem thì kia. Chia sẻ giúp em với các bác ơi. Lại tụt hết view, view còn có 2 người đang xem. Em chào chị Thị Kim nha. Chị ơi chia sẻ like của em với. Con ơi đưa máy đây cho mẹ. Để mẹ chia sẻ nào. Ừ. Ôi giời. Để mẹ chia sẻ nào. Sa Huyền. Sa S ạ. Chào em Hoa Hải Hương nha. Cái dáng quần này nhất là các cô giáo ấy. Các cô giáo thì mặc thì quá tuyệt vời luôn này. Hoặc là mình mặc đi làm công sở cũng rất là đẹp ạ. Rồi cái thời tiết này thì đi mặc những cái chất liệu này thì hợp lý cực kỳ luôn đấy ạ. Size S nha, quần này quần size S ạ. À. Mã 14 kèm số điện thoại. Mã 14 kèm số điện thoại nha. Quần này chị mang qua này chị mặc quần này luôn. Chị đang thích cái màu này. Quần size S ạ. Quần size S ạ. Ai lấy quần này comment mã 15 kèm số điện thoại giúp em với ạ. Chào em Hoa Hải Hương. Bác nào đang xem chia sẻ like của em với. Mỗi người cho em xin một điểm chia sẻ với ạ. Đây có bác nào ưng con không ưng em có mẫu nhá. Em ta bằng băng nhị thì băng gì? Băng gì nhị nhị không là băng to. Băng dính. Băng to. Băng dính. Băng to. Băng dính. Băng to. Anh em chúng tôi đánh đi. Mau anh em. Chào em Hiền Đinh Kinh Hiền. Chào em Hiền nhá. Ui, sao mà thay quần nhiều thế? Bạn mẹ đây. Làm được gì ạ? Bạn mẹ đây, mẹ ơi. Bạn mẹ đây, mẹ ơi. Thấy mới nhặt này. Đã bảo là đừng bỏ giày ra rồi mà. Khổ quá, cái quần kia em không thể nào rút chân ra được. Em vẫn cho vào chân thoải mái, toàn quần ống rỗng. Cho em một cái mã đi. Đây nha, quần này là quần thô. Mẹ ơi con buồn tè. Đi sang bên kia con. Đây là quần này em đang mặc là. Bạn nào mặc size S. Quá đẹp luôn ạ. Em 50 cân mặc vừa jean luôn.
Đây nhá, em mình sao cho mọi người nhìn hết cả 4, quần 45. Từ 45 đến 50 cân vừa. Còn này từ khoảng 45 đến 50 cân vừa. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Đây nhá. Con ngồi đi, con ngồi nhỏ một xíu cho mẹ đi. Không. Có bác nào thích không? Có chị nào thích không? Comment mã 10 kèm số điện thoại cho em nhá. Đẹp lắm. Đó là bò phượng. Em đâu rồi? Em đi về. Nó là dáng, nó là vải rất bò. Vải thô bò đấy. Nè thô ấy. Dáng thô mà. Bò thô, bò. Yes. Kéo lại áo đi con ơi. Em đang đi tè. Mã 10 kèm số điện thoại của em ạ. Kèm số điện thoại. Ai thích quần này ghi cho em mã 10 kèm số điện thoại nha. À, size từ 40 từ 44 không được, 44 đến 50 cân ạ. Từ 44 đến 50 cân mỏng vừa nha các bác nha. 44 đến 50 cân mỏng vừa. Ai thích của em mã không à, mã 10 kèm số điện thoại ạ. À. Mã 10 kèm số điện thoại. Toàn quần đẹp chưa ạ? Toàn cũng quần đẹp sao mọi người không biết. Chào chị Bắc cải tím ơi, quần đẹp lắm quần này ạ. Em thấy chị hay mặc những kiểu quần nghịch nghịch như này, chị mặc đi. Chào bạn Vũ Bảo, chào chị Ánh Nguyệt ạ. Mã 10 kèm số điện thoại nha. Mã 10 kèm số điện thoại ạ. Đang dậy. Để chờ. 44 đến 50 cân mặc vừa quần này nha các bác nha. 44 đến 50 cân vừa. Ai thích quần này không ạ? Ai thích quần này không ạ? Con muốn mã 10 kèm số điện thoại cho em nhé. Đây ạ, đóng quần đằng sau. Quần cặp cao nha các bác nha. Quần cặp cao ạ. Mã 10 kèm số điện thoại ạ. Mã 10 kèm số điện thoại giúp em nha. Form từ 44 đến 50 cân mặc vừa. 44 đến 50 cân mặc vừa nha các bác nha. Con ơi ăn đi kẹo thôi con. Không ơi con cho em cầm là hết luôn cái kẹo đấy của em. Con luôn đấy. Con cất đi. Thử nó hoặc là thử mang ăn hết đi. Kẹo gì đấy? Kẹo bác thôi. Ăn hết đi. Một hộp đèn tí này mà 65.000. Kẹo mua 3 của Đức. Ai lấy con này có mẹ mã 10 kèm điện thoại. Mấy chị đang xem chia sẻ like của em với cho em xin một like chia sẻ à, cho em xin một lượt chia sẻ với. Chào chị Tranh. Có ai thích con này không ạ? Không thích thì cho em xin chấm em qua mẫu nào. Không ai thích thì chấm cho em một chấm để em qua mẫu ạ. Mẹ ơi. Mẹ đi lớp về mẹ mua cả U3 cho con nha. Cháu đi kiến mạnh nhá. Thằng mạnh nó lăn xe. Mẹ. Con bảo. Chờ mai mẹ để mua cả U3 cho con nhá. Chào em Yến Mít. Quần này nó thật là đẹp mà chất lắm ạ. Bây giờ ra shop mua nó không tìm được cái quần như này đâu các bạn. Còn em lựa từng cái một luôn mà toàn là hàng mới gần như mới 100%. Ôi con ơi, mở đấy quá. Chào xử nữ nha. Chào Trang nhá. Em phải phong vừa đi, phong được bao nhiêu cân đi? Quần này từ khoảng tầm 44 đến 50 cân nhá, thoải mái vừa, chắc rất là đẹp luôn. Có chị nào
Ưng không thì comment mã 10 kèm số điện thoại cho em nhé. Chú mẹ mẹ mua kẹo Uber Uber cho con nha. Okay, mẹ đi lớp rồi. Về nha. Uber em không biết gì. Mã 10 kèm số điện thoại ạ. Toàn quần đẹp mà các bác toàn bỏ qua hết thôi, đẹp cực kỳ luôn nhá. Mấy bạn đang xem cho mình xin một lượt chia sẻ với. Tụt phim mất rồi. Không ai thích em qua mẫu nha các bác nha. Em qua mẫu nha. Qua mẫu nào này lấy cho em. Bò đi chị ơi, bò đi. Dạ, bò con đậm đi. Ôi, to thế này nhé. U ba u ba này hay phết nhở, đẹp mà. Ừ, kẹo u ba u ba để Nobita mà. Ừ. Em bật Nobita cho em xem. U ba u ba u ba u ba. Em chỉ cần luồn qua được cái giày của em là kéo xuống là được. Rồi ạ. Mở ra, u ba, u ba. Trời ơi, con này là... Trời ơi, cái này đau lắm, em bơi trong quần kìa. Em tóm lần trước, nếu qua lần trước em tóm lần sau, qua lần sau em tóm lần trước, hiểu chưa? Quá rồi, con cái kẹp đấy, em kẹp quá là... Khổ tâm em. Em chỉ cần tóm thôi. Tin à, em phải tóm lần trước, à, nếu mà em quay lần trước, em phải tóm lần sau thì mình mới đăng thôi. Đây nhá, quần này mã 19. Cái này xã XL, XL. Em mặc rộng quá em phải. Xã XL mã 19 ạ. Có chị còn nào này rách không? Còn này rách nhẹ nhỉ? Còn này rách nhẹ. Mà cái màu nó cũng đẹp. Cái này xã XL chị khoảng tầm 55. 55 cân đổ lên. Còn 55 rồi đấy. XL. XL đúng XL mà. Ai béo ấy, ai béo mặc quần này quá đẹp. Chị nào béo béo ấy, khoảng 55 cân đổ lên. 65 cân đổ xuống quá đẹp. Đây ạ, đằng sau đây nhá. Có ba nào ưng không? Cái này quên tụt vào đây chị ạ. Đẹp mà, quần này đẹp lắm, ai béo mặc quần này quá đẹp luôn ấy. Có chị nào ưng không? Con mừng hộ em mã 19. Kèm số điện thoại. Thì form quần đẹp quá. Con kia buồn ngủ à? Nhìn là tối em vừa giữa sáng giờ này nó ngồi nó lim dim. Vừa đi. Vừa đi. Mã 19 kèm số điện thoại. Xã XL ạ. Size L dành cho bạn nào to này. Bác nào mà 60 cân thì cũng vừa luôn ạ. Trên 60 cân vẫn vừa. 65 cân. 65 thì 55 cân. Em đóng vào sau không bị chưa mổ khuyết à? Chưa. Quần này còn chưa mổ khuyết này các bác này. Đấy em phải nhận. Đây nhá, quần này còn mới luôn chưa còn mổ khuyết. Còn mới nguyên ạ, chưa mổ khuyết luôn ạ. Đây giá là sau nhá. Xa XL. Bác nào đang xem cho em xin một chấm để em biết là mọi người đang xem với. Ba ơi, con mở bé thôi. Bà này mà đang xem ở chỗ nào ạ? Đây có chị nào ưng mẫu này không? Comment mã 19 kèm số điện thoại cho em với. Quần này chị nào mà khoảng từ 55 đến 65 cân mặc thoải mái vừa nhá. Đây ạ. Còn sau đây. Có chị nào ưng nó này không ạ? Alo. Cái gì? Em chưa. Giờ vừa lên được vài mẫu. Ờ. Em ăn rồi.
rồi, em với con ăn rồi. Anh có sang đón con về trước không thì đón rồi. Anh đang ở đâu? Con đi ăn với bố không? Ăn đi đâu? Bố đi ăn đêm đấy, con có đi ăn với bố không? Thế thôi nhá, anh ăn đi. Con không đi đâu thế nhá. Vâng. Mát 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 này thì không kèm, không hai kèm số điện thoại ạ. Mùa không này mà hai kèm số điện thoại giúp em. Mùa này mặc quần này quá hợp lý luôn này. Quần này còn dạ ép nhá mọi người. Có chị nào thích không thì comment mã 02 kèm số điện thoại cho em nhá. Chào 6 người đang xem nhá. Mọi người cho em xin một like, cho em xin một lượt chia sẻ ơi. Em bị tụt view rồi. Bây giờ mọi người đến xem tầm này, mọi người xem nhiều ấy. Tầm này là độ 5 ấy, tôi ngủ. Mấy giờ em? 9 giờ chị ạ. Nóng quá. Có chị nào ưng mẫu này không ạ? Comment mã 02 kèm số điện thoại cho em với. Chị Tranh ơi, chia sẻ giúp em ơi, chị Tranh. Vừa mới gặp chị Tranh để ở hàng. Có chị nào ưng mẫu này không?
đấy thì mã 02 kèm số điện thoại nhá. Giấm mơ thôi, vừa nãy có form quần chị mặc vừa đẹp cực kỳ mà chị đi đâu mất thế à, chị giấm ơn. Chào bạn Mai. Chào bạn Mai Jolie nhá. Bạn nào mới vào xem ấy, để bài hộ tớ ấy. Không khéo ngã rồi. Có chị nào ưng mẫu này, có bạn nào ưng mẫu này không thì con mượn mã 02 kèm số điện thoại em mình với. Mẹ ơi. Không có chị nào ưng mẫu này em có mẫu nhá. Em có mẫu lên này nhá. Mẹ ơi, dì Trinh. Đâu? Dì Trinh gọi điện con à? Đâu? À, để tìm ra mẹ ấy. Ở trường mình. Em sao không đâu nữa nhờ? Ông bà này lại đàn đúng lúc này. Nó không đàn đúng lúc kêu rồi. Lấy nhà nó lại đúng lúc rồi. Ốc ngóng lại. Đây, sẽ ép, tại tầm sẽ ép. Cái này sẽ ép. Sẽ ép màu xanh mà. Cái này á mà. Có bạn nào thích mẫu này không? Kẹp comment mã 07 kèm số điện thoại mình nhá. Này là baggy len này. Màu nâu. Rất là đẹp luôn. Mùa này mặc cực kỳ hợp. Mặc đi chơi. Cùng anh nhá. Ừ. Quần này size M nhá. Tầm 45 đến 50 cân rồi vừa. Có bạn nào thích không? Ôi chị Thảo ơi, có mỗi một người đang xem kìa. Các bạn ơi chia sẻ lên cho em với. Mai Julie ơi, chia sẻ hộ mình với, chia sẻ bài hộ mình với. Nhiều quần đẹp lắm chị ạ. Vâng, cái kiểu form người mập như chị nhiều. Còn gầy như em thì em không chọn được cái nào luôn. Nhưng mà người như chị ấy, hoặc là size M, size L ấy. Bạn nào đang xem trên cho mình nhớ xin một lượt chia sẻ với. Sáng theo lấy vợ. Hôm nay chuyển cưới mà, chuyển nhà dung kim ấy. Đấy. Mẹ oánh đã rồi. Mẹ ơi sao lại. Cơm bạc.
07 kèm số điện thoại của em. Quần này cực kỳ đẹp luôn này. Mặc đi chơi đi làm đều được. Chị cho tôi sáng luôn rồi. Mọi người đang xem. Ba bạn đang xem cho được. Mình xin một lời chia sẻ với Tham gia. Mình đang bị tụt view rồi. Này cái mà. Không, mẹ đang sạc mà. Mẹ có máy tính con 15. Nhưng mẹ đang sạc rồi lại phải xem giờ máy tính được không ạ? 15 mà, 15% đi con đi học mà. 15% pin rồi rút cho bạn. Rơi quá. Rồi, đây của con đây. Đây có chị nào ưng mẫu này không ạ? Có. Quần này nó không ôm một chân đâu chị. Quần này mà đi ra ngoài shop tìm không có đâu nha mọi người. Quần này đẹp thế. Quần này đẹp thế mẹ ơi. Quần này bo ấy này. Không có ai ưng mẫu này, em có mẫu nhá. Để đưa quà này đi, cái này đẹp lắm. Cái này đẹp lắm. Đấy, điện thoại đấy, con lấy đi xem đi. Nhấu sóng quá cơ. Thằng này không cho em. Thằng này không cho mà xem bao nhiêu rồi, bó tay đấy. Mẹ chả cho em. Con nhà em á, riêng con nhà em mà em không đồng ý, đừng có sờ vào điện thoại em. Thằng này xịn thế. Giết luôn đấy. Vừa chị hay đi huyện đây, chị Nhung hay đi huyện thứ, chị bảo những quần dạ này mùa đông chẳng thích nhở chị. Đúng rồi, thể thao ở đây chẳng sướng à. Đây mã này là mã không phá cho mọi người. Có chị nào thích không nhắn tin? Cô Dung nhắn tin đấy. Có chị nào thích mã này thì comment mã 07. Quần này quá đẹp luôn này. 08, mã 08 kèm số điện thoại cho em nhá. Quần này quá đẹp luôn này. Đây ạ. Quần này quá đẹp. Quần này quá đẹp luôn, nhưng quần này đẹp chưa? Nó bò cả ống chân này. Đây điện thoại đây con. Đây nha, có bạn nào thích quần này không? Con mã 08 kèm số điện thoại cho mình nhá. Quần này quá đẹp luôn ạ. Thích cực. Quần này đẹp. Thích cực. Chị Đảo ơi, bạn nào quần chun mà mình quần nào cũng vào để mặc. Đây ạ, đằng sau, quần đằng sau, dáng đằng sau này. Có chị nào thích không? Con mình mã 08 kèm số điện thoại em. Quần này đẹp hết, chị Nhung thử lấy thử quần này như ấy. Sai lầu. Chị anh mấy tuổi? Vừa ấy. Có ba ơi, chia sẻ giúp em ơi. Còn ít người xem quá. Chào bạn Bích Phượng. Chào Bích Phượng. Chào em bé ngốc. Bạn nào mới vào chia sẻ bài của mình với? Em là Nhung là xinh đẹp đấy. Sao chị vừa được bụng đấy nhỉ? Nhung là xinh đẹp nha. Nhìn bụng bé thế mà. Em được tặng chị quà. Chị cố đấy à? Chị đang cố hay là chị đang hóp? Có chị nào thích mã quần này không? Trời ơi, mã quần này thì tớ phải nói là quá đẹp luôn đấy ạ. Quần này tớ ưng cực kỳ luôn đấy mà. Gấu nó bo ở chân nhá. Chân bo gấu đẹp lắm nên form đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi, quần này đẹp chưa? Chị mặc vừa đấy. Em có sách mới này, 4 trang. Ôi, hai bạn đang xem chia sẻ bài hộ mình với. Màu hồng trên là ít người xem quá. Anh cho màu hồng
thể bảo cái bảo đâu chia sẻ đấy. Nè, cái gì kia? Bà. À, được chị biết rồi. Này, khoai gạo các bạn nhá. Cái này kiểu gì đây? Cái này chắc chị vừa đấy. Có chị nào thích mã này, mã quần này không ạ? À, cái đấy là đây là. Chào bạn trai nào khác nhá. Chào bạn quần anh. Nó hết mà. Vì đây mình đang để vẫn. Chào bạn Trang Trần nhá. Mấy bạn mới vào cho mình xin một lượt chia sẻ với. Em thế đấy mà chị bảo là không đánh đá. Có bạn nào thích mẫu quần này không? Mặc công một mã 08 kèm số điện thoại. Quần này mặc quá đẹp luôn ý. Ừ. Quần này đẹp nhỉ. Ừ. Cái quần này quá đẹp luôn. Mà nó nhìn nó mặc cho bạn Nga Sơn nhá. Ba ơi nhanh tay mà chốt quần này đi ạ. Không chốt quần này thì hơi bị tiếc luôn đấy ạ. Quần này đẹp lắm. Bomber. Nó dáng bomber mà nó bomber. Nó kiểu bo, nó làm kiểu gấu ấy, đẹp cực kỳ luôn ấy. Cái đấy nhìn trẻ trẻ. Phải có bông một tí thì em đây. Có bác nào thích mẫu quần này không? Không mình không tám kèm số điện thoại cho em. Chị Nhung cũng vừa quần này thoải mái luôn. Quần này quần ấy mà quần quần chun nó đang chun mà. Thoải mái vừa. Quần này khoảng 45 đến 55 cân nhá, vừa thoải mái. Tại vì nó là chun này. Mình có thể điều chỉnh được. Tháo về quần này. Vâng. Chào bạn Nguyễn Thúy nhá. Rồi, em xin gái. Em chào 6 bạn đang xem nhá. Mời bạn kia. Có bạn nào chốt mẫu này không ạ? Quần này đẹp thế này mà không thấy bạn nào chốt. Muốn bạn đang xem chia sẻ bài của mình với. Chia sẻ nhiều nó chặn. Em đi chặn rồi. Chị điện thoại cho chia sẻ với quần này đẹp nhỉ, mặc mà cái chất sướng luôn. Chất này còn quay máy giặt mà tít mù là sao? Quần này đẹp thế mà chẳng ai chốt. Em là em ngồi đấy. Ba bạn đang xem cho mình xin lượt chia sẻ dạ, với. Dạ, dạ dạ em chị ạ. Không phải dạ. Chả dạ. Không, dạ luôn. Quần này quần da lộ. Chị giấm ớt bị chặn chia sẻ rồi nè. Em bị chặn rồi. Anh cũng bị chặn rồi. Chị giấm ớt ơi không chọn được cái nào chị. Đấy form rộng chị mặc được mà. Đấy nha, giờ em ngồi em lai em không thử nữa. Đi đây. Con này là cô mùi lưng đi à mẹ. À vâng. Mẹ, con này là cô mùi lưng đây. Ừ, không. Đi à. Chị Thảo ơi, cái đống này là đống lúc nãy mình mặc rồi đúng không? Còn có cái nào chứ mà không để em mặc được. Để ấy, quần này cho chị thử nào. Bị chặn rồi chị giấm ớt. Nói chung là mình mà cứ chia sẻ nhiều trang nhóm bị chặn luôn, em vừa bị chặn xong. Chị chặn này mà. Vâng chị ơi, chị giấm ơi, chị nhiều cái chị vừa lắm ấy mà sao chị không chặn được cái nào. Chị size M này, cái này em như chị cũng vừa luôn ấy. Cái này mà nó là chất chị... dạ chị ạ. Chất dạ mà nó lại form đẹp cực kỳ luôn ấy. Form đẹp lắm. Nó là hàng si nhưng mà em đảm bảo là chị mà mặc hàng si là chị sẽ nghiện đấy. Em có đang thiệt hàng si mà chị. Cái này nó là chất dạ này. Chất dạ này, chất dạ không phải là chất dạ xù đâu ạ. Chất dạ như chất dạ ép ý, thích lắm. Chị người chị to à.
những cái quần nào mà chị mặc vừa là em chị cũng vừa đấy chị Nhung. Vừa nhưng mà nhìn nó không hợp ấy. Sao lại không hợp? Ổng đẹp thế mà. Mình kiểu không phải là chị còn đẹp hơn, mặc đẹp hơn cái quần suông vừa nãy chị mặc quần suông. Chị còn mặc đẹp hơn quần suông. Mùi to nhiều, phong to lắm chị ạ. Nói chung là những cái quần dạ này thì chỉ dành cho những người từ size M, size L thôi. Còn những người mà bé size S thì em thì cũng mặc vừa cái nào luôn. Tại vì những cái quần dạ này nó là dáng bomber, dáng ấy. Đẹp, toàn quần đẹp thôi ạ. Mà chất của nó thì đúng là không phải nghĩ luôn. Nó còn đẹp hơn cả quần mới luôn. Nên mà quần mới mình không mua được đâu được những cái quần kiểu như này đâu chị ạ. Bóng á. Vâng, đây size M ạ, à. Đây size M này các bác này. Size M này. Ừ. Chị nhặt cho em một cái túi, có một cái túi kia, túi kia thì túi đấy chị ơi. Size M ạ, à. Size M này các bác này. Nói chung là hàng dạ này là thích rồi, các bác chỉ cần mình thử vừa thôi. Chứ còn về chất vải thì bác không phải nghĩ luôn đấy ạ. Chất vải không phải nghĩ luôn, chỉ cần là vừa thôi. Chất vải giá tiền thì đúng là không mua đâu được rẻ như em bán đâu. Người ta bán họ like bán hàng cũng hàng xi như em cũng kiện dạng như em toàn là 270-280 quần như này này các chị này. Toàn 270-280 thôi ạ. Không bao giờ ai bán mặc cái giá 165.000 như em đâu. Nên các chị về chất lượng và giá cả thì các chị không phải nghĩ, các chị chỉ cần chọn form mình mặc vừa thôi. Chia sẻ thật lòng với các chị là thế đấy ạ. Đây, mã quần tiếp theo đây nhá chị. Cái này là quần bò size M này. Chị nào từ 45 đến 5. Mẹ có sửa con uống nữa nhá. Chị nào từ 45 đến 52 cân là vừa. Em mặc hơi lỏng, em đang 50 cân em mặc hơi lỏng. Cho em mở cái mã. Đây nhá, chị nào mà thích mẫu quần này thì con mừng mã 12 kèm số điện thoại giúp em. Đây ạ. Bò bách ghi rách. Rất là đẹp luôn. Khoai ơi, cầm điện thoại à con? Không, nó cầm đây. Cầm đâu? Đây ạ, có chị. Hai chị đang xem, hai bạn đang xem cho mình xin lời chia sẻ với. Anh chỉ cầm một cái này thôi. Bạn Nguyễn Huyền Trang cho mình xin một lời chia sẻ với. Mã này là mã không mã 12 nhá. Mã này là mã 12, con là mã 12 kèm số điện thoại giúp em. Mày ơi tìm điện thoại tao phát. Ở đây. Cái gì mãi mà ai cảnh đấy ạ? Chào chị Hoa Bình ạ. Con vừa để đây. Con vừa để không phải chụp đấy để bàn cho nó không à. Nói phải nghe. Còn hai người la nữa bạn mẹ còn không hai. Không sách vở gì luôn. Thế con sẵn sách cho mẹ chưa? Sẵn sách thứ hai chưa? Thể luôn này, cặp sách đâu? Cặp sách trong đấy. Không học hành bàn vở gì á, dọn ngay cái bàn cho mẹ. Túi quần áo của con đấy. Con để ở trong ngăn tủ con đi. Khả mã nhá. Mẹ điện thoại nhá mẹ. Quần này còn đẹp thế này mà tại sao mọi người không tốt được thế này. Mẹ ơi. Người ta không thấy ra nó tiền em cũng nhắc. Mẹ ơi. Đúng rồi đấy. Mẹ ơi, cho con mượn điện thoại nhá. Có thể hỏi mượn điện thoại. Mẹ ơi, thế còn con này thì sao? Con này thì mai mẹ đây cô xem. Thả MC đi. May cái này mình may tay thôi chị ơi, không may được máy đâu. Mẹ ơi. Mẹ. Không tay thôi. Đây, vào đây. Sao nó lại rách thế này? Bạn cho em mình lấy giọt. Bạn con.
Mẹ chào chị Hoa Linh nhá. Đây có chị nào thích mẫu quần em đang mặc không ạ? Quần bò chất cực đẹp luôn. Ô kìa Phong, rơi hết bông rồi. Đâu? Thôi rồi, nó thiếu bông là mai không may được vào đâu, nó sẽ bị bóp đây. Chị nào mặc tầm khoảng 45 đến 52 cân là vừa. Có chị nào thích không ạ? Mẫu quần em đang mặc là mẫu quần bò baggy rách nhá, cực đẹp luôn. Nó không phải là thuộc dạng baggy thụng thụng mà baggy vừa phải, mặc rất là đẹp. Không có chị nào thích thì em qua mẫu nhá. Rồi hết bông của con chim nhân ra là mai nó thiếu bông đấy các bạn ạ. Mai nó thiếu bông là nó sẽ bị bẹp đấy. Đúng rồi, bấm cửa vào. Đâu rồi hết bông đó. Rồi bấm rơi bông. Con này đẹp mà rộng quá. Không có cái thắt lưng nào chị Thảo? Đâu. Lấy thắt lưng đi em ơi. Thắt lưng em cửa ra làm nó hơi khổ không? Em tóm. Nếu mà em đứng qua mạng lần trước em tóm làm sao lại ra quay làm sao em tóm chưa? Em chào ba người đang xem nhá. Mã em đang mặc là mã 16 này. Có chị nào thích không ạ? Quần này quần hàng si nhưng mà các chị này còn nguyên mác luôn. Của ba người cuối cùng thôi á. Chia sẻ nhanh lên mọi người ơi. Đấy, con học mẹ đấy. Quần này là size XL nha các chị. Chị nào mà khoảng từ 55 đến 65 cân mặc thoải mái. Nhanh lên chia sẻ mọi người ơi. Chào bạn Thanh Ngô nhá. Có bạn nào thích mẫu này không ạ? Còn bò baggy này là bò baggy rách cực đẹp luôn. Khổ tâm quá. Còn rộng ơi là rộng. Em chào 6 người đang xem nhá. Chị Thanh Ngô ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Chị Thảo đang đi ra ngoài một tí, chị bao nhiêu cân chị? Quần này quần size XL này, chị nào mà khoảng từ 55 đến 65 cân là vừa thoải mái. Em 50 cân mà em đang phải xách quần đây. Chị Thảo ơi. Chị Thanh ơi, chị Thảo chị bảo là quần này chị vừa luôn đấy chị ạ, chị Thanh Ngô. Thanh Ngô thích cái quần này không ạ? Chị nào thích cái mẫu em đang mặc này thì có quần 36 kèm số điện thoại cho em với nhá. Còn hai người cuối cùng thôi á. Chia sẻ nhanh lên mọi người ơi. Để còn like nhiều nào. Em cầm mẫu này cho chị Thanh Ngô nhá. Chị ơi chị. Chị ơi chị có số điện thoại của chị Thanh Ngô chưa? Mày ơi lấy bút đi vào cái túi được. Em cho cái này cho chị Thanh Ngô nhá. Em qua mẫu năng người thôi, cần một không người nữa. Ừ? Lấy cái bóng ra thôi. Bộ hệ bóng, tối bóng, để vân tình ra. Mở cô giáo chủ này làm gì? Đợi nha mọi người nha, đợi tí. Này nó ở với mẹ là nhiễm rồi đấy. Ai nhỉ? Ai Thanh Hô. Rồi mở nhạc cho đấy. Hiểu. Thôi đang xem. Còn người bị thanh không phải ghi đâu. Đây, đấy chị cất cho chị em rồi. Đây ạ, à, má em đang mặc rất là đẹp nhá. Má em mã 03. Chào bạn Hiếu Khôi nhá. Chị
Chị Thanh ơi, nhiều quần chị vừa lắm chị Thanh ạ. Chị đi làm chị mặc những quần này với cái trời thu Hà Nội thì nó thật với chị không phải nghĩ luôn. Mọi người ơi, theo mọi người nó đi. Chia sẻ cho em với ạ, chị Thanh ơi. Hai người ta chia sẻ xem một người như đi mọi người ơi. Người nhanh lên, nhanh tay lên. Ơi, quần này chị chắc chị cũng vừa. Nhanh tay lên mọi người ơi. Quần dạ. Đói quần luôn rồi. Con phải chia sẻ nhanh tay lên. Con thối. Con thối kìa. Đâu. Không thối à? Ai mà ơi mà. Có chị nào thích không thì cho mình mã 03 kèm số điện thoại giúp em với. Trực tiếp với họ. Có chị nào tự ưng mẫu này không ạ? Cái gì mà ok. Chị quá thì mặc là Thanh có thích quần này không? Quần này chị Thanh vừa luôn đấy ạ. Chị Thanh ơi, chị có ưng cái quần này không? Quần này size 28 này. Một đứa này. Phong, lên giường ngồi cho mẹ. Em bé này nhỏ, mở nhỏ tiếng thôi. Nữa. Ok, ngồi lên đây. Này, chưa? Mọi người đang xem cho em xin lượt chia sẻ với. Đọc mã đi. Em, mã này là mã 03 nhá. Có chị nào thích không thì chốt hộ em là mã 03 kèm số điện thoại. Size này, quần này size 28 này. Size L. Khoảng từ quần này tầm các chị tầm 60 cân. 55 đến 60 cân là vừa. 65 cân kéo cũng vừa ấy. Rộng, em mặc còn rộng. Toàn quần chất thôi các bác ạ, mà đẹp lắm. Cái này rách đẹp mà. Mà em, cái này em mặc xuống xưởng họ đuổi em về ấy. Biển rồi, làm. Con này thì mặc đi chơi thôi. Thì gấu nó đẹp mà. Nhưng mà bao giờ tại cắt cái mũ. Chị tìm cái nào bé bé, chị vào like đi. Em té đấy. Em qua mẫu nhá, không có chị nào thích em qua mẫu nhá. Em qua lớp mẫu này. Quần legging đâu gái? Quần legging, quần hôm nay không có quần legging đâu chị. Chỉ có cái quần bomber thôi. Quần bomber lúc kia chắc chị vừa đấy, cho chị xem. Quần nó bo bo gấu ở dưới chị. À đây. Đây ơi chị Thanh ơi, cái quần này đẹp lắm này. Chất như kiểu là dạ ép, nhưng mà em thấy như kiểu da lộn ý. Đây này, em cho chị xem chất nhá. Quần này cực đẹp luôn. Chào 7 người đang xem nhá. Có bạn nào thích mẫu quần mình đang mặc không? Không muốn mã 03 kèm số điện thoại cho mình với. Chào em cứ nhiệt nhòa nhá. Không, hôm nay chị like của chị bạn thôi em ơi. Quần rẻ mà đẹp. Chị nhặt mấy cái rồi. Nhiệt nhòa ơi, chia sẻ bài của chị với. Khổ tâm muốn thử em bán quần áo. Chị ơi, quần này mặc thoải mái, không ấy đâu chị ạ. Này, em mặc còn rộng lắm. Đây này chị này, em mặc còn rất là rộng luôn. Chị em quảng, em mặc chị quảng cáo đi chị. Nạ chưa? Có chị nào thích mẫu này không? Comment mã 03 kèm số điện thoại giúp em với. Bắp chân vừa chị Thanh nha. Bắp chân vừa. Đấy. Cái ống chân nó to lắm chị ạ. Đây này. Em không có
có giày nên cho mọi người xem đây. Ống rộng mà chị. Thoải mái vừa chị ạ. Đây em mặc ống rộng lắm. Em 50 cân. Mà có rộng ơi là rộng thế này. Không có chị nào thích em qua mẫu này nhá. Chưa cái quần lúc nãy chị bảo em thử đâu. Quần đen đen ấy. Chị like từ lúc hơn 7 giờ ấy, em ạ. Like từ lúc hơn 7 giờ ấy.
Đấy, cái này chị Thanh nói đây nhá, chị Thanh ơi, cái này chị quá vừa luôn. Nó là chun đằng sau, nó là cặp đằng sau, cặp chun đằng sau này. Mà lại có dây điều chỉnh nữa. Mã này là mã 23 nhá chị nhá. Em gặp 4 người đang xem. Sumo. Chị bây giờ phải gọi là sumo với chị Thanh ạ. Quần này em phải 68 cân vẫn vừa. Ok. 68 70 cân vẫn vừa. Quần này chị Thanh vừa là chắc chắn rồi. Chốt mã cho em, chị Thanh có nhầm chị Thanh ạ. Chị Thanh ơi, chị có ưng mẫu này không? Chốt mã 23 hộ em với. Vâng ạ. Em chốt cái này là chị Thanh Ngô nhá. Đây cái này đi. Em qua mẫu nhá. Quần này quá đẹp luôn ý. Yes. Đây nhá, cái không thể đấy. Cái của chị còn nhớ không đấy? Rồi chị nhớ. Ít người xem nhưng nhiều người mình sợ làm nhầm. Có vài người xem với cả vài người em hay quên làm nhầm đâu. Em mở cái kẹt em ạ. Chị ơi, em cả 6 người đang xem nhá. Có bạn nào thích mã này không thì comment mã 11 kèm số điện thoại cho mình nhá. Quần này là quần chun này. Quần là chun này, mọi người có thể điều chỉnh khoảng tầm từ 45 đến 63 cân. Thoải mái vừa. Chào bạn Thanh. Em cảm ơn chị Thanh. Chia sẻ quá. Có bạn nào thích mẫu này không ạ? Quần dạ đẹp. Quần này là quần dạ ép đẹp nhá. Chị ơi không hề bé luôn, tại em điều chỉnh theo cỡ bụng của em đấy. Nó là chun mà chị đây này. Thoải mái. Không bé đâu chị ạ. Không bé đâu. To đấy. To đấy chị ạ. To lắm chị Thanh ạ. Toàn những cái to em chọn ra để cho nó lấy cho chị đấy. Em chọn những cái cái gì nhở chị ấy, bình luận cái gì mà vừa không thảo này vừa đấy chị ơi. Chị ơi nhiều cái tâm như vừa lắm, tại vì nó dáng quần này nó là cái dáng nó tâm như nó kiểu rộng rộng ấy. Nó tâm như thì những cái quần này tâm như mà size S thì ạ. Bạn ấy bao tầm bao nhiêu cân chị? Em đây này 57 cân đi. Em 51 51 cân. Nó 55 cân. Quá vừa. Chị vừa đấy chị ạ. Bạn ấy vừa đấy. Khoảng tầm 55 cân là vừa. Quần này vì là nó là chun mà thoải mái. Chào 8 bạn đang xem nhá. Các bạn chia sẻ like của mình với. Cái này chị Thanh vừa chắc chắn là thuộc em chị Thanh. Chị Thanh ơi, cái này chị vừa là chắc chắn này chị này. Em qua mẫu nhá. Cái này nhá, xuống lắm chị ạ. Xạ XL ấy, XXL này chị này. Chị ơi, cái này chị vừa luôn đấy chị Thanh. Mà cạp của nó thích lắm. Nó có dây kéo, dây rút luôn mà. Eo thật ạ, chị phải đang nóng chân. Eo đây nhà em qua mẫu này cho chị xem nhá, chị Thanh Ngô. Mẫu này chị mặc thoải mái luôn. Chị nói nhỏ thì còn đỡ, chị nói to em cứ thế luôn. Em thì khác với chị sắp chốt ra mặt tâm như. Vâng ạ, em chốt cái này cho chị nha, mã 11. Chị ưng cái này không để em thử. Chị Thanh ơi, chị mã 11 đi, không có nhầm. Chào chị Nga Thị Hôi nhá. Em thử mẫu này nhá, em qua mẫu nhá. Mà những quần dạ này mà chị đi làm nên là cái thời tiết mùa thu mùa ở Hà Nội, chị mặc những quần này nhìn chất mà đẹp lắm Thanh ạ. Chị đi làm đi chơi đều được, đi với giày thể thao ấy chị ạ. Ôi tôi lạnh chân quá. Thảo ơi lấy được quần em đứng bên dưới. Lạnh lắm luôn. Ui quần này đẹp này, quần này đẹp nhờ. Ui quần này dáng đẹp thế. Này em lấy đây chị Thanh ơi. Vâng, vâng ạ. Chị ơi cái này đẹp lắm chị Thanh ạ. Đây này, cái này này, dáng bomber. Mặc sướng lắm. Mình có thể điều chỉnh ấy ở trên ấy. Khoảng tầm 45 đến 65 cân mặc thoải mái. Quần này mặc quá thoải mái luôn. Đây này. Rộng thế này cơ mà. Chị Thanh ơi, tên tang tên em dâu chị vào đi. Em dâu chị đầy quần em dâu chị mặc vừa luôn ấy chị ạ. Cái Huyền đi. Cái Huyền nhiều quá mặc vừa đẹp lắm. Đây quần form to mà. Cái này đẹp nhỉ? Cái này đẹp thế. Đây ạ. Đây tóc em đẹp thế này.
Trời ơi, cái này đẹp thế. Cái này đẹp từ cảm đến ấm luôn ý. Có bạn nào thích mẫu này không thì con mượn mã 06 kèm số điện thoại nhá. Con mượn mã. Cái này đẹp lắm, 06 kèm số điện thoại. Quần chất dạ này quá đẹp, mặc xuống cực luôn. Mùa này mặc quần này quá ưng. 06 hay 90 chỗ đấy luôn. Chị ơi ghi mã 06 đi chị, không có nhiều quá lại nhầm. Mã 06 nhá chị ơi. Chị Thanh ơi, cái Huyền ý, cái Huyền nó béo ấy, mà những cái dáng quần này nó mặc lên sướng lắm. Tại vì form của nó là không phải quần mỏng, quần nó là cái dạ. Quần dày dặn mặc nó thích lắm, nó đứng quần lắm. Mặc món nào chị? Mặc món này nhá. Được rồi chị ơi, em chốt cho chị 06 rồi. Chị to hồng hoa em mặc lại mã 1. Ui quần đấy, cái quần đấy. Ui quần đấy quá đẹp, quần đấy quá đẹp đấy. Chị chẳng nghĩ ra để cho chị quần đấy chứ. Này quần đấy vải đẹp. Nó là bò xịn ấy. Em phải để cái này ra em đứng em lạnh chân có. Em có biết mà tang chồng ở đâu. Đây, chị ơi, chị Thanh nhìn này, chị Thanh này. Chị ơi, quần này, quần bò này chị quá vừa luôn đẹp. Chị không? Ơi, vào shop mua quần bò này không trên dưới hơn 1 triệu. Không bao giờ có chuyện dưới 1 triệu luôn quần này. Em đảm bảo với chị thế. Mà còn chưa cắt khuyết luôn. Chưa cắt khuyết còn luôn. Còn mới tinh luôn, chưa cắt khuyết. Đây này. Thanh ơi, đẹp lắm Thanh ạ. Chị mua, chị tặng em, dâu chị cũng được. Rồi ôi, quá tuyệt vời luôn ý. Chị sờ bụng em này, em lạnh cho nên lạnh cả bụng. Đi giày phải đi. Thôi đi tắt. Em lạnh quá. Đi tắt. Ừ, cho em hơi tắt. Em chào 7 người đang xem nhá. Có chị nào thích mẫu này không thì comment mã 19 kèm số điện thoại giúp em với. Comment mã 19. Hỏi những con chết trôi. Lạnh quá. Đứng gần 2 tiếng hồ dưới sàn nhà chả đánh chân. Em mùa này em toàn phải đi xếp bông trong nhà thôi. Thật đó. Thật mà, mấy hôm còn lạnh lạnh là em. Có chị nào ưng quần mẫu quần em, mã quần em đang mặc không thì con mượn mã về. Chị ơi, lấy quần bò này đi chị, lấy quần bò này đi không thì tiếc lắm. Form to chị ạ. Form rộng chị mặc vừa, em đảm bảo chị vừa 100%. Xem nhá. Đây, quần này chị thoải mái vừa chị ấy ạ. Chị Thanh ạ. Quần này còn mới tinh luôn nhá chị nhá, chưa cắt khuyết luôn. Mà chất bò cực đẹp. Chị dầm ớt ơi, sao cứ xem tóc bụt chứ chị dầm ớt. Đây quần dầm ớt mặc vừa mà không chốt đi. Những người béo người ta chốt hết rồi chị dầm ớt ạ. Đây em đứng ra xa, chị xem 8 phần đằng sau rồi. Em tắm bụng này cho nó lên này, mông. Đóng thế. Đây ạ. Chị ơi nhiều rồi nhưng chị cứ nhích, cố nhích lên cho em thêm mấy quần bò đi chị. Không thì tiếc đấy, em nói thật. Thật sự với chị không thì tiếc. Cái chất của nó thì nó chất bò toàn hàng xuất thôi chị ạ. Chất bò hàng xuất mà nó là hàng mới 100%, nó chưa gì cả. Chưa cắt khuyết thì luôn. Mà cái độ rách của nó cũng vừa phải chị ạ. Mà hiếm tìm được quần bò form rộng chị bằng vườn mà đẹp như này lắm. Chị sắn gấu cho em tí thì chị đi giày thể thao lên là chị đó mặc đẹp cực kỳ luôn. Chị dầm mất ơi, có một chị cũng mập mập như chị đây, chốt hết những cái form to đẹp rồi. Chị từ nãy chị không chốt luôn đi em bảo. Thế à chị? Xem cái bị đơ này. Em chào 7 người đang xem nhá. Có chị nào thích mẫu này không? Chốt hộ em mã 19 kèm số điện thoại. Đẹp nhỉ, quần này đẹp thế. Chốt quần này cho em đi chị dầm. Một là chị dầm ớt, hai là chị Thanh. Con bốn mai không chịu dày chết em đi. Chồng em chửi chết cả rồi, chồng đi làm một ngày. Bây giờ mình phải chứng biết làm sao thì bây giờ mới là một người xem nhầm. Tầm này người ta nằm người ta chưa ngủ đâu. Chưa ngủ rồi này. Em chào chị Nga.
Chị Nga ơi, quần này chị Nga vừa luôn đấy chị Nga. Size XL chị Nga vừa luôn này. Các chị béo béo, chị Nga, chị Thanh và chị Giám ốp, chốt quần này cho em. Chốt quần này cho em, không thì tiếc, em nói thật. Thật sự, chia sẻ. À nói thật lòng luôn là không chốt thì tiếc quần này. Quần này quá đẹp đấy ạ. Chia sẻ giúp em mới các chị ơi. Đây nha, em nốt cái này em về nhá. Chọn khủng. Chị mới có 3 cái thôi chị Thanh nha, thêm một cái là 4. Chị vừa có 3 cái thôi chị ơi. Chị Thanh ơi. Ngô Thanh. Chị săn gấu lên đi giày thể thao lên. Em nói thật, chị em đi về quê hoặc đi chơi với Hà Nội. Chốt luôn. Chốt luôn. Chị okay. Thanh quá là sáng suốt đi đây nha. Chị đây, cứ chị cứ tin ở em về đấy. Chị Thanh cứ tin ở em nữa anh ạ. Người mẫu của em đang đòi về rồi, em biết phải làm sao đây, toàn những quần to to như này ý. Mà em thì còn còi không thể thử được những quần rộng như vậy. Quần của em nhỏ bé, xem cái quần nào. Sao mã bao nhiêu đấy, để bảo chị ghi mã 19 chị ơi. Chị Thanh ơi ghi mã 19 cho em với. Quần bomber. Bây giờ đã chia sẻ, bây giờ em làm như nào với những cái quần to như này? Thôi bây giờ em dơ nha các chị nhá. Em dơ nhá. Em dơ em ghi size và cân nặng cho các bác nhá. Các bác cứ tin ở em. Chất lượng là một này, giá tiền là hai này. Các bác cứ tin ở em hai điều đấy. Bây giờ các bác chỉ cần chọn mẫu mình thích thôi và size mặc vừa thôi. Còn chất vải và giá tiền Tảo đang học đây tặng luôn. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 10 lần hội nhóm tặng luôn áo này. Không đồng. Không đồng và còn miễn phí ship nhá. Đã bảo là không đồng là không gì hết luôn. Nhận không đồng luôn. Đây nha em để đây chị. Size M ạ, à, size M ạ. À. Trên trang quần của em như chị Thảo. Tìm đi. Form này từ 40 ở đây rồi. Quần form này từ 45 đến 55 cân mặc vừa nha các bác nhá. Có ai nghe thấy em nói không? Em sợ em không ai nghe thấy em cũng nói to. Size M ạ, à, size M ạ. À. Size M này chị Nga màu vừa này. Chị Nga màu vừa, chị Thanh thì không vừa cái này đâu nha, chị Thanh nhá. Chị Thanh béo quá. Có chị Nga màu vừa cái này này. Form của nó là form, nó không phải là dáng giống như quần gọi là gì? Con này không quần gì nhỉ? Con này quần Becky. Gần như form Becky ấy. Becky ngủ bộ. Giống như nó là form Becky chị ạ. Nó là giống dáng bomber ấy. Này, đừng bán nhầm quần em nhá. Em té đấy. Không thấy đâu nữa. Nó muộn rồi, không muốn tìm. Không thấy thật à? Không thấy thật mà. Vẫn thấy không? Size M ạ. Quần của mẹ là cái gì đấy? 60 cân thì không vừa quần này. Quần này chỉ 5 mấy cân thôi. Quần em đâu nhỏ. Quần mẹ màu gì? Quần mẹ màu đen. 60 cân thì chị vừa quần này ạ. À. Đen gì? Ồ kinh Ngọc Chính. Ngọc Chính ơi đây quần đẹp thì từ nãy đi đâu. Chơi cái mã 16 này của chị Thanh Ngô hay sao? Này. Còn cái này không phải mẹ đâu. Cái dưới này không phải của chị đâu nhá. Tất cả của chị Thanh Ngô đấy nhá. Đằng sau là lưng chun ạ. À. Đằng trước là cạp nha. Bác nha các bác nha. Đây là size L ạ. À. Size L ạ. À. Size L ạ. À. Đều là chất mà đều có túi hai bên hết, đều có túi sâu hết ạ. À. Đây ạ. À. Ờ cái này nó là dạng nhưng mà nó co giãn này. Hai ơi về rồi con. Co giãn tốt này. Giờ này còn có chỗ nào để mình ăn nhỉ? Size L ạ. À. Form này 60 cân vẫn mặc vừa ạ. Trẻ chứ. Trẻ gì giờ này nữa. Chiều mai đi bao giờ mai đi làm mấy giờ? Mai á. Sáng à? Sáng đi làm sáng. Chiều giờ về. Chiều về thân này nhá. Ôi. Em này làm gì? Like rồi đấy ai xem. Form này 60 cân vẫn vừa ạ.
60 cân vừa. Các chị ơi, các chị mà bé bé mà mập một chút, các chị ai thích mã này thì chốt 05 giúp em với ạ. Chị về nha, cảm ơn Huyền nhá. Vâng. Chưa gói được gì thôi, mai xem đi nhá. Vâng, chị về. Nó đang đòi về rồi chứ nhá, mà nó toàn những... Đẹp không? Mua được đẹp thế. Nó toàn những cái form tầm 47, 48 đến 6, hơn 60 cân mới mặc vừa ấy. 60 cân mặc vừa quần này nha các bác nha. Mã 05 ạ. 60 cân ạ. Size L. Đằng trước là cạp nhá. Đằng trước là cạp đóng thùng thoải mái, đằng sau là lưng chun ạ. Co giãn thoải mái này. Chất là chất dạ nha các bác nha. Chất dạ nha. Chất dạ này. Nó may hết viền luôn các bác ạ. Nó may viền, bao viền hết luôn này. Bao viền hết luôn, đẹp lắm. Chị Nhi ơi, chia sẻ bán giúp chị với. Mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. Chia sẻ giúp em với để thì em lại tặng quà tiếp nha. Ai thích quần này ghi mã cho em, mã 05 kèm số điện thoại với ạ. 05 kèm số điện thoại. À, chị Thảo quảng cáo luôn, chị nào béo béo quảng cáo luôn, kem tăng nữa của em phát. Chị nào béo kiểu để mai nhá. Mai kiểu quảng cáo tại đây giờ đang không có, lại lấn sân quá. Vâng. Thế đây, chị cảm ơn nhá. Vâng. Con ơi, thế là bác về anh. Ơ, không nhận cái quần đấy à? Dạ. Không cần một quần kia về à? Có, anh cần đi rồi. Bye Phong nhá, hôm nay đây. Chào bác, đây là quen đấy, chào bác. 05 kèm số điện thoại ạ. Size L ạ. Size L. Quần này đẹp lắm, quần này là chất len. Quần này chất len ạ. Chất len ạ. Chất len. Quần này 55 cân vẫn vừa này. 55 cân ạ. Quần này là tầm 47 đến 55 cân ạ. Mai bác thử. Ok bác Nga ơi. Form như bác Nga mặc thì có nhiều cái bác Nga vừa lắm. Nhiều cái chị vừa cực kỳ luôn. Nên là nếu mà mai chị rảnh thì chị lên em chị thử đi. Những cái này chị mặc đi chơi hoặc là đi picnic hoặc đi mùa này đi đâu ấy thì quá tuyệt vời, hoặc là mặc chị làm cũng thích. Ừa về rồi chị nhá, đang về đây. Đó, quần này là quần len ạ, quần này là quần len này, bên trong có lớp nỉ. Cái gì? Bây giờ mà lộ lên thì có hơi bị lâu đấy. Anh kia lúc kia anh kia cầm không để lại đây rồi mà. Không phải con đâu. 55 này, 55, 57 cũng vừa này. Form này từ 55 cân đổ xuống thôi. 55 cân đến 47 cân vừa. 55 đến 47 ạ. Đây là quần len này, cái này nó là màu... Ơi, thì màu này màu gì nhỉ? Màu này màu gì em chẳng biết hết. Em cũng chẳng biết gọi là màu này màu gì nữa. Màu nâu ấy ạ, nó gần như màu nâu ấy ạ. Ai lấy mã này thì comment cho em 07 kèm số điện thoại nhá. 07 kèm số điện thoại ạ. Không ơi, có gì mà cô với con. Chưa có ai xe lên mà có cái... Trái tim. Mặc bộ á, ai bảo mặc bộ đây. Ngọc Chính ơi, bộ mai chị mới về nhá. Chính ơi, bộ mai chị mới về nhá. Mai chị mới like bộ nhá. Chết thì có xem đâu thì Thảo ơi. Chị mới chơi thân nào nè. Đây là quần dáng suông này. Đây là quần dáng suông. Đó, đúng đấy. Ôi, không phải cái anh kia treo em đâu chứ. Lúc anh ý cầm mà. Thử sang hỏi. Anh không có cầm đâu. Không phải con. Cái kia cơ, anh kia cơ. Nào. Chị mặc một gì? Cái này thì là xem size gì đây. Cái này size M ạ. Size M ạ. Size M, đây là quần ống suông nhá. Đây là quần ống suông ạ. Con sang hỏi chú khẩu là con cầm. Size M. Em qua nhanh nha các bác nha. Bây giờ em qua nhanh tại vì bây giờ cũng muộn rồi ấy, nên em sẽ qua mẫu nhanh nhá. Em không thử nữa tại vì những cái form quần này chỉ có size M, size L mặc vừa thôi. Còn em bé quá nên em không mặc vừa được ấy. Chị nào? Anh kia hỏi cũng như hỏi em với. Sang đi phòng bên kia kìa. Anh Hải ngồi ở dưới hỏi anh bán Hải đi. Size M ạ, size M của nó suông ạ. Ai thích quần này comment thêm mã 18 nhá. Mã 18 á.
có. Mã 18 của em có. Của em ạ. Thế cái chìa khóa để đây ai lấy? Không biết. Xin chào các bạn, tôi là Hồng. Có chỉ có bao này thôi. Ai chết mất rồi. Phạm ơi, không làm như thế luôn. Sai mờ. Quần này đẹp lắm, hay mà vừa quần này thì nhích luôn của em. Quần này em thích ngay từ đầu luôn. Sai mờ ạ. Trên trong mình nhích nhầm nhầm nhầm. Size M nha các bác nha, size M ạ. Ống của nó này, ống của nó đẹp cực kỳ chưa này. Ống của nó này. Ui mặc lên form đẹp lắm. Lưng chun nha, lưng chun nha các bác nha. Lưng chun đó. Ê, nó hiếm quá. Đây cái gì? Thế bây giờ cả nhà chị phải bỏ để đi tìm cho mày được làm sao. Em cũng bình tĩnh mà em tìm từ cái chỗ đóng bia bỏ bớt ra. Lúc kia là em để đây, Alex. Đi về các bạn. Đi em về đấy. Quần đều có túi hai bên hết ạ. Size M ạ, size M ạ. Mã 08 ạ, size M mã 08. Size M nha các bác nhá. Các bác ơi, form quần thì nói thật là quá đẹp, form quần quá đẹp luôn. Form quần đẹp lắm. Form quần đẹp lắm ạ. Cái quần này đúng là mặc môn thủ luôn, không bao giờ sợ học. Đặt máy thoải mái. Lưng chun, cạp chun nên là có thể co giãn thoải mái này. Có dây buộc này. Size M. Ống của nó bo ống như này. Ống bo ống như này đẹp cực. À thích quần này comment cho em mã 08 kèm số điện thoại ạ. 08 kèm số điện thoại nha. Quần này size M ạ. Quần này mày like chưa? Tí mày like. Cho ra vào nhé. Cần tí mày like không? Mà con soạn hết cho mẹ đi. Cho size M ạ, các bác ơi, quần này size M nhá. Size M ạ. Cho ra vào mẹ đi. Size M mã 17 nha các bác nhá. Mã 17 ạ. Ai lấy quần này cho em mã 17? Mã 17. Mã 17 kèm số điện thoại ạ. Những cái quần này em không thử được tại vì là toàn form rộng thôi. Ui có dạng sướng lắm. Các bác ạ. Có dạng thích lắm này. Các bạn ơi, chia sẻ này, có dạng này. Mọi người ơi. Các mọi người này. Cái quần này này mẹ like chưa? Mẹ có quần này mẹ like chưa? Chưa. Phong còn đang đòi la với mẹ này các bác này. Quần này à, size M ạ, à, size M ạ. À. Cái quần này à, 60 cân mới mặc vừa. Quần này 60 cân mới mặc vừa. Đây ạ, à, đằng sau này. Đằng trước này. Form quần đẹp cực kỳ luôn, form đẹp luôn. Quần chun ạ. À. Quần chun này, co giãn thoải mái này. Quần này 55 cân đổ lại thôi ạ. 55 cân đổ lại màu vừa. Quần này 55 cân này có lưng chun nha các bác nhá, lưng chun này. Lưng chun có dây rút này. Túi hai bên. Ai thích quần này thì ghi cho em mã 09 nhá. Mã 09 ạ. Mã 09 ạ. 55 cân đến 47 cân vừa quần này ạ. 55 đến 47, 47 đến 55 nha. Dáng quần nó đẹp lắm ạ, dáng quần đẹp lắm. Nó là dạ mà, nên thích cục đấy. Ui quần này đẹp chưa này. Mã này mã, đây là size L các bác ạ, size L ạ. Size L nhá. Size L ạ. À.
size L này. Bên dưới của nó là bo gấu như này. Trời ơi, mùa đông năm nay mà mặc những quần này thì đúng là mùa đông không lạnh luôn đấy ạ. Mặc đi chơi, đi picnic thì quá là tuyệt vời luôn. Form quần đẹp tuyệt vời ạ. Chất dạ nhá, quần chất dạ. Không phải dạ xù đâu ạ, nó là chất dạ ép ý. Không phải là dạ xù xù lên đâu mà rất dạ ép nên thích lắm. Này, đây nha, ai bác nào thích quần này thì cho em mã. Mã 22 nha, mã 22 ạ. Mã 22 nha. Size 29 này. Quần bò size 29 này. Các bác ơi chia sẻ cho em với. Chia sẻ với ạ. Đây là size 29 nhá. Size 29 ạ. Size 29 này. Size 29. Các ơi chia sẻ lên giúp em thôi. Size 29 ạ. À, mã 24 nhá. Mã 24 ạ. Chia chưa? Em mới chia sẻ chưa mà. Đây là size gì? Đây là size L các bác ơi, size L ạ. Size L ạ. Rất đẹp cực kỳ luôn ạ. Size L ạ. Size L mã 01. Size L mã 01 các bác nhá. Quần cặp chun này. Quần cặp chun này. Cặp chun. Quần cặp chun ạ. Đây. Đợi mẹ con tí nha mọi người nha. Mọi người nha. Đợi mẹ con tí nha. Tụt view rồi. 10 giờ hơn rồi. Chắc là phải đi ngủ cho mọi người đi ngủ. Chưa chẳng có ai là chị. Chưa chẳng có ai có nhỉ. Chưa chẳng có ai thế này. Like chia sẻ mọi người ơi. Like chia sẻ mọi người. Anh nhanh ơi mọi người. Anh lên. Các bạn ơi, ai có đang xem thì chia sẻ giúp em với. Like độ tầm 20 phút nữa thì nghỉ. Like thêm 20 phút nữa là em nghỉ nha. Cái quần này đẹp lắm ạ. Nó rách ở đây này. Nó rách ở đây này. Ai mà hay mặc những cái quần bò kiểu chất chất ý thì mặc những cái quần kiểu rách như này. Nếu mà thích không rách thì mọi người có thể may lưới vào đây này. Để ở đâu? May lưới này. Nói chung là form hôm nay rất nhiều form quần bò với cả quần baggy đẹp luôn. Mẹ con đang xem một tí nha. Đợi mẹ con tí nha mọi người nha. Mẹ con đang xem cái gì ấy. Đợi mẹ con tí nha mọi người nha. Mày cười đi. Cười sao? Con nói tiếng không đúng không? Các bác ơi em nghỉ đây, các bác ơi em nghỉ đây.
Hẹn các bác mai em like đồ bộ với cả váy len đồ bộ nha. Đồ bộ thể thao với cả váy len ạ. Ta còn hai người thế này, nhanh lên, nhanh tay lên, nhanh tay lên. Em nghỉ đây, chúc các bác ngủ ngon nha. Mẹ con em đi ngủ đây. Hẹn mai em like, mai 8 giờ mai em like đồ bộ thể thao này, váy này và áo khoác len nha. Em chào cả nhà, bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ.